tư thế bình chân xin giới thiệu với anh chị mẫu cân ghế ngồi. Anh chị cân ghế ngồi, cái cân này là mình sử dụng cho cân nông sản cũng được anh chị, cân vải cũng được và cân phế liệu cũng được anh chị. Đây là kết cấu của cái cân. Cân này là sử dụng chống chuột cắn, chống con trùng cắn nha anh chị. Lý do là phía sau nó không có một cái chỗ nào để những cái con chuột, con những con sâu, con này con kia nó có ở, nó cứ trú ngụ trong đó để nó có thể là ở, nên nó cắn cái cân của mình được. Và cân này nó có tối đa là 300 kg nha anh chị, từ mặt đất, từ mặt đất lên tới mặt cân của này là nó là 40 cm. Kích thước của cân thì hiện tại em đang giao cho anh chị ở chị Huyền ở trên Gia Lai á, là mặt bàn cân của nó là 4, đây là 40, 400 nhân 500 anh chị, 400 nhân 500 cm là 40 nhân 50. Để phù hợp với cân cây vải cũng được và cân một cái bao nông sản, cân ba cái liệu đều được anh chị. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng của cân này nha. Cân này có cân có chữ đỏ rất là rõ. Thì cân này là trên cái cân này nó có cái hãng của Zaraver, hàng mà của Zaraver Đài Loan này thì xài rất là bền. Từ phải sang trái, nút bên này nút on off anh chị, nút trừ bì, nút tắt cân, mở cân, bật nguồn mình giữ vô trong vòng để cân nó về không như thế này là mình có thể xài được. Và kế bên nút on off á, tắt mở cân thì cái nút là nút đơn vị cân. Khi mà anh chị thấy trên màn hình nó có cái chữ ký hoặc chữ gam thì anh chị có thể sử dụng được, tại vì những cái cân là cân lớn cho nên mình để cái đơn vị bằng ký nên anh chị có thể. Nhưng mà em làm em khóa cái đơn vị lại rồi thì nó chỉ hiện đơn vị ký như thế này. Rồi cái nút cái này là nút zero, ví dụ như trên cái mặt cân mà mình di chuyển đi anh chị mà nó không có hàng hóa gì hết mà nó lại hiện cái số ký trên này thì mình bấm cái zero cho nó về không lại rồi mình xài. Còn nút là nút trừ bì, trừ bì là anh chị hay chị hay xài nè, TARE là nút, T là nút trừ bì. Bây giờ em bỏ cái hàng hóa lên, bây giờ em có cái hàng của em, cái thao của rổ gì đó là nó tương ứng với là 1 kg. Thì bây giờ em sẽ bấm nút trừ bì đi, cái này là cái bì, mình bấm nút te nè anh chị, đó nó sẽ về không. Sau đó mình bỏ hàng hóa ra mình cân thì nó chỉ cân được cái trọng lượng của cái hàng hóa thôi, nó không cân cái trọng lượng của cái bì nữa. Và khi mình lấy hàng hóa xuống, mình lấy luôn cái bì xuống thì nó sẽ âm cái trọng lượng của hồi nãy đó. Mình bấm te lại một lần nữa anh chị, bấm te lại như thế này để cho cân nó về không lại rồi mình xài. Còn những cái nút còn lại, ba nút từ trái sang còn lại thì anh chị đừng có sử dụng cái này, để cho sử dụng cho bên kỹ thuật anh chị. Cái cân, mỗi cân bên em làm á, thì bên em có bắn tất cả những con ốc vít bên cạnh như thế này để làm gì, để giữ cố định cái nắp mình anh chị. Khi anh chị có thể kiêng hoặc là di chuyển cái cân á, thì nó sẽ không có bị sụt sịch hoặc bị hư cái cân. Cân nó rất là bền anh chị. Dưới bốn cái mặt cân á, dưới bốn cái chân đế cân, nó sẽ có cái bốn cái chân đế như thế này. Thì anh chị có thể, cái này nó có thể bằng cao su hoặc là bằng sắt, hiện tại cái này là bằng sắt anh chị. Anh chị có thể điều chỉnh phù hợp lên cái mỗi cái mặt sàn hoặc là cái mặt nền của mình á, dù nó có gồ ghề hay gì á thì mình chỉnh cho nó ngay thẳng lại, cho nó đúng cái cân, nó không có được lúc lắc, nó phải cố định cái cân thì mình xài nó mới đúng nha anh chị. Còn cái việc mà cái cân này là cân sử dụng bằng pin nha anh chị, pin sạc, nó giống như điện thoại của anh chị á, mình có thể xài hết cân, hết pin rồi sau đó mình sạc pin. Thì trên cái cân á, nó sẽ khi mình anh chị sạc á, đây cái chỗ này nè, khi anh chị sạc á thì điện vô nó sẽ màu đỏ chỗ này, và sau đó là khi mà hết nó đầy pin nó sẽ hiện màu xanh ngay chỗ này anh chị. Cái nút này là nút pin nè, cái đèn chỗ này nó sáng sáng vậy thôi, chứ không có, nó rất là đơn giản và rất là dễ xài. Em cảm ơn anh chị, em chào anh chị ạ.